Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 26 sự thật tâm lý học nhé. Sự thật đầu tiên, bất cứ mối quan hệ bạn bè nào được sản sinh trong giai đoạn từ 16 tuổi đến 28 tuổi thì đều bền vững và lâu dài hơn so với tình bạn trong khoảng thời gian khác. 2. Nhìn chung, phụ nữ thường thích những người đàn ông có giọng trầm ấm bởi điều đó tạo cho họ cảm giác tin tưởng hơn và không cảm thấy thất bại. 3. Những người đưa ra nhiều lời khuyên tốt nhất thường chỉ là những người gặp nhiều rắc rối nhất. 4. Những người càng thông minh, càng suy nghĩ nhanh bao nhiêu thì chữ họ viết càng xấu bấy nhiêu, bởi họ suy nghĩ nhanh quá nên lâu cổ gắng viết sao sẽ ghi chép được hết những ý nghĩ đó. 5. Cảm xúc của bản thân không ảnh hưởng tới cách chúng ta giao tiếp. Trên thực tế, ngược lại điều này mới đúng. Chính cách chúng ta giao tiếp mới ảnh hưởng lớn đến tâm trạng. 6. Cách một người cư xử với nhân viên phục vụ nhà hàng tiết lộ nhiều điều về tính cách của người ấy. 7. Người mà tự ý thức được về những sai lầm của bản thân thường thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của người khác tốt hơn. 8. Đàn ông không hề ái ước hơn phụ nữ. Thực tế, họ chỉ thoát trò nhiều hơn mà không quan tâm người khác có buồn cười hay không. 9. Những người nhút nhát thường ít nói về bản thân, ít giao tiếp. Nhưng chính cách đó khiến cho người khác cảm thấy rằng họ rất rành về bản thân. 10. Phụ nữ có thể cảm nhận đau đớn, nhạy cảm gấp 2 lần so với đàn ông. Tuy nhiên, sức chịu đựng của họ cũng gấp 2 lần so với bình thường. 11. Nghe nhạc với tần số cao sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái, sảng khoái và hạnh phúc. 12. Nếu bản thân không thể ngăn được những dòng suy nghĩ tuôn trào trong đầu vào buổi đêm, hãy ngồi dậy và biết chúng ra. Điều đó sẽ giúp cho tâm trí của bạn thanh thản và đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. 13. Những tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon sẽ tác động vào một khu vực hạnh phúc của não bộ, giúp bạn có một ngày mới tràn đầy hứng khởi. 14. Làm những điều mà bạn vốn đã từng sợ lại khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. 15. Khoảng thời gian trung bình của một người phụ nữ có thể giữ bí mật là 47 tiếng 15 phút. 16. Những người cố gắng làm cho người khác vui vẻ thường là những người cô đơn nhất. 17. Càng hạnh phúc bao nhiêu, chúng ta càng có nhu cầu ngủ ít hơn bấy nhiêu. 18. Khi nắm tay người mà bạn yêu thương, lo lắng sẽ qua mau, nỗi sợ sẽ vơi lại. 19. Những người thông minh thường có xu hướng kêu bạn ít, vì càng thông minh bao nhiêu, sự lựa chọn các mối quan hệ càng kỹ càng bấy nhiêu. 20. Với bạn thân sẽ làm giảm thiểu 70% nguy cơ tan vỡ và cuộc hôn nhân này có xu hướng bền chặt suốt đời. 21. Những phụ nữ mà có hầu hết bạn bè là nam giới thì có tâm trạng tốt hơn bình thường. 22. Những người nói được 2 ngôn ngữ có thể bất chợt thay đổi tính cách khi họ chuyển ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. 23. Một mình cô đơn trong khoảng thời gian quá dài sẽ gây hại cho sức khỏe tương đương với việc bạn hút 15 điếu thuốc lá một ngày vậy. 24. Đi du lịch đảm bảo sức khỏe cho não bộ, đồng thời làm giảm các bệnh liên quan đến tim mạch và trầm cảm. 25. Con người ta không dễ thực sự quyến rũ khi họ nói được những điều thực sự thú vị. 26. Khi hai người nói chuyện với nhau, một người quay chân của họ về hướng khác hoặc di chuyển liên tục một chân theo hướng ra bên ngoài
Thì đây là dấu hiệu của sự bất đồng và có nghĩa là họ đang muốn rời đi. Cảm ơn mọi người đã nghe 26 sự thật tâm lý học. Cảm ơn mọi người đã nghe kênh của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và bình yên. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.